Rengoku đã lên tàu hỏa đến vị trí đoàn tàu vô tận để điều tra. Để có thông tin vị trí đoàn tàu, ta phải mua tới 20 hộp cơm con nhỏ đó mới chỉ cho. Cũng biết là mang phép đấy. Ông bị hở rồi. Ông lên cái tàu này auto tới cuối chạp. Rồi 20 hộp ăn cho lò bản họng hả? Cơm tới đây. Tôi là người của bộ xuống đây giao cơm. Ông đem phát cho mấy đứa ăn đi. Nghe đồn đoàn tàu này có quỷ à ông? Nè, ăn cơm đi tụi bay. Chả biết cái thằng mất dạy nào đồn cái tàu này ăn thịt người. Làm vào này ế hẳn. Nó nằm một cục đây chứ đâu. Có thấy quỷ ma ăn cụ gì đâu. Ba cái tin đồn về quỷ tàu lao bí đao. Quỷ làm gì có thật chứ? Tao là quỷ đây, tất cả đứng im nằm xuống với tay lên. Ba nội cha đó. Tao không biết mình muốn cái gì nên tụi bay không cần làm gì cả. Chỉ là tao không thích ăn cơm hộp.